chào toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục báo giá vào khung giờ như quen thuộc mà anh chị vẫn từng vào tham gia live stream cùng em. Ngày hôm nay thì em về thêm được một chiếc xe Kia Morning, một chiếc xe Innova đời 2010, Kia Morning màu vàng đời 2019, xe rất đẹp anh chị nhé. Anh chị nào đang cần tìm những dòng xe từ vài chục triệu đồng cho đến dưới 1.2 thì anh chị hãy vào tham gia live stream cùng em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật là vui vẻ. Và hãy tham gia livestream cùng em để tìm cho mình chiếc xe phù hợp anh chị nhé. Em xin phép được ghi số hotline của em ở dưới màn hình 0326824899. Số hotline này cũng là số Zalo của em anh chị nhé. Hello người đẹp, vâng em xin được chào anh. Anh chị mình hãy vào tham gia livestream cùng em và chia sẻ giúp em về trang cá nhân ở chế độ công khai và các trang hội nhóm. Anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Em chào bác Vũ Sang. Em xin được gửi lời chào tới tất cả khách hàng đang vào tham gia livestream của em. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream giúp đỡ em xuất xin nút chia sẻ về trang cá nhân và các trang hội nhóm. Hãy để chế độ công khai giúp em. Và anh chị hãy thả tim thả like, bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và địa chỉ giao dịch bên em thì rất là rõ ràng, tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị nhé. Trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương, anh chị mình chỉ cần đến đầu thành phố Hải Dương thì hãy liên hệ với em suốt qua số hotline cũng như số Zalo mà em đã ghi dưới màn hình. Em sẽ đón anh chị vào trong này anh chị nhé. Và anh chị ở xa thì đến bên em có chỗ ăn chỗ nghỉ cho tất cả anh chị mình, có hóa chỗ ăn chỗ nghỉ cho tất cả anh chị mình luôn. Kia Morning chị, Kia Morning thì em có Kia Morning đời 2011 đã độ lên form sport rất là đẹp luôn anh nhé. Có la răng hoa dạng đúc và có phanh ABS xi nhan trên gương rồi. Chiếc xe đó thì em đang chào bán là 145 triệu. Buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ để 135 triệu cho anh chị mình. Anh chị hãy chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em để em báo giá cho tất cả anh chị mình nào anh chị ơi. Còn bây giờ thì em xin phép được mặc áo chống nắng để quay tất cả những cái đầu xe bên em đang có cho anh chị mình nha anh chị nhé. Anh chị hãy thả tim thả like cho em nào để em nhìn thấy lúc tim lúc like của anh chị nhà mình. Anh chị chia sẻ cho em ở chế độ công khai và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Ngày hôm qua thì em có nhận cọc của một anh trai ở tỉnh Lào Cai một chiếc xe Hyundai Getz, nhưng do tính chất và đặc thù công việc của anh chưa qua lấy xe được. Thì trong một ngày gần đây nhất anh sẽ sắp xếp công việc và xuống lấy xe về. Đấy, thì em cũng có cho lên fanpage rồi. Ngày hôm qua thì em vận chuyển một chiếc xe Innova đời 2009 vào trong tỉnh Khánh Hòa anh chị nhé. Đấy, bên em bán xe xa thì sẽ vận chuyển bằng xe lồng. Anh chị hãy chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em để em đi báo giá cho tất cả anh chị mình luôn nhé. Bây giờ thì em xin phép được chuyển sang sau để báo giá cho anh chị em. Chiếc xe đầu tiên em xin được gửi tới anh chị nhà mình là một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019, được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.4 hộp số tự động. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 510 triệu đồng anh chị nhé. Đó, 510 triệu đồng thì còn 500, 510 triệu thì còn 500. Máy số keo chỉ zin, đấy, không mất một ly nào cả. Nội thất zin theo xe, có đèn gầm, đèn pha siêu sáng và toàn bộ là đèn bi cầu rồi. 4 lốp mới, la răng đúc, phanh ABS chống búa cứng. Chiếc xe này thì gương kính chỉnh điện và đang khóa cửa rồi. Em không quay nội thất bên trong cho anh chị nhà mình xem được. Thì anh chị nào mà đang quan tâm đến dòng xe lướt 2019 Hyundai Accent bản ATH thì hãy kết nối luôn với em suốt qua số hotline cũng như số Zalo 0326824899. Và bên em có Fortuner máy dầu 1 cầu đời 2011 hộp số sàn. Đây một anh trai đang lái này anh chị nào, đã xe đi công vụ. Thì chiếc xe này thì em đang bán là 535 triệu anh chị nhé. Fortuner máy dầu 1 cầu và hộp số sàn 535 triệu. Bên cạnh em đây là một chiếc CDX đời 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ là 1.6 hộp số tự động.
Chiếc xe này thì em đã đăng ký 5 chỗ ngồi và bên em đang chào bán là 245 triệu. Xe có cửa lóc cửa trời anh chị nhá. Có cửa lóc cửa trời. Và chiếc xe này thì độ lên rất là nhiều rồi. Có cam hành trình, cam lùi, cam 360 độ xung quanh xe. 4 lốp mới, na răng đúc, phanh ABS chống búa cứng. Anh chị mình chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em để em có được tiếp cận được nhiều với anh chị mình hơn. Anh chị hãy chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay cho em. Em sẽ cho cái gậy này nó rích xuống một tí. Anh chị chia sẻ cho em đi. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti CDX. Một chiếc xe Lacetti CDX đời 2009. Xe nhập nguyên chiếc và đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Em đang chào bán chiếc xe này là 248 triệu. 248 triệu anh chị nhé. 248 triệu. Em đang live stream thì có rất là nhiều anh chị đang nhắn hỏi em là xe này bao nhiêu. Nhưng mà anh chị ơi, em chưa trả lời ngay được vì em đang tham gia live stream rồi. Anh chị hãy bớt chút thời gian và vào tham gia live stream cùng em. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Anh thả tim thì có bán rẻ cho anh không? Em chào anh Giai Bùi Văn Huỳnh. Anh thả tim và chia sẻ cho em có bán rẻ cho anh. Mỗi một nhát chia sẻ là 1 triệu đồng, tối đa là 10 nhát. Đấy, mỗi một nhát là 1 triệu đồng, tối đa là 10 nhát anh chị nhé. Và anh chị cho em xin nút tim nút like nào. Cho em xin nút tim nút like nào anh chị ơi. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva đời 2010, được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số tự động, 298 triệu. Chiếc xe này đã làm dâu của Hà Nội rồi anh chị nhé. Chiếc xe này làm dâu Hà Nội rồi. Anh chị mình đâu hết cả rồi. Anh chị mình chia sẻ mạnh tay cho em nào. Và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em sẽ bán xe giảm từ 5 đến 15 triệu đồng trên một đầu xe, tùy xe anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Sparkvan, được sản xuất năm 2009, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Chiếc xe này thì đăng ký 2 chỗ ngồi và em đang chào bán là 82 triệu đồng. 82 triệu đồng thì còn 77 triệu. 82 triệu đồng thì còn 77 triệu. Anh chị vào chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay cho em chưa nhìn thấy nút tim nút like của anh chị đâu cả. Và chưa nhìn thấy những cái dòng bình luận là xe nào ở trong đây. Anh chị hãy bình luận mạnh mẽ cho em nào. Bình luận mạnh mẽ để em báo giá cho anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Gentra được sản xuất năm 2008, lắp ráp tại Việt Nam và hộp số sàn. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 122 triệu. 122 triệu thì còn 112 triệu. 122 thì còn 112. Anh chị hãy chia sẻ cho em đi nào. Lúc chia sẻ thì thực ra tí em suốt lại xin anh chị chia sẻ thì anh chị nhiều anh chị thì cũng không bằng lòng. Nhưng mà nó là trang mạng cộng đồng thì anh chị cũng giúp đỡ em. Giúp đỡ em xin nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai để em được tiếp cận với lại nhiều khách hàng hơn anh chị nhé. Em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật là vui vẻ và một buổi chiều làm việc thì thật là nhiều kết quả cao anh chị nhé. Và hãy live stream cùng em để tìm cho mình chiếc xe ưng ý nhất. Đây, anh chị đi xem xe thì có thể là dẫn thợ đi ok. Đấy, dẫn thợ đi ok anh chị nhé. Bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2015. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.4 hộp số tự động. Chiếc xe này em xuất đang chào bán là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng. Ngày hôm nay còn 365 triệu. 375 thì còn 365. 4 lốp mới, Michelin luôn. Và la răng đúc phanh ABS chống quá cứng rồi. Xin an đã được thích hợp trên gương anh chị nhớ. Nội thất zin theo xe, 375 thì còn 365. Anh chị nào mà muốn đi xe Mazda thì em suốt có ngay một chiếc xe Mazda 3 đời 2009. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động. Chiếc xe này em đang chào bán là 292 triệu đồng. 292 triệu đồng. Ngày hôm nay thì còn 282 triệu. 292 thì còn 282. Xe rất là đẹp luôn anh chị nhé. Đèn gầm, đèn pha siêu sáng rồi. Xung quanh đèn pha là một dải đèn led luôn anh chị à. Một dải đèn led xi nhan trên gương rồi. Đăng kiểm miên man đến tận tháng 1 năm 2023. Em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe Mazda 3 này cho tất cả anh chị mình cùng xem. 151 khách hàng, 151 nhát chia sẻ giúp em ở chế độ công khai nào. Em xin được cảm ơn tất cả anh chị mình. Và xe Mazda 3 này thì có cửa lóc cửa trời anh chị nhé.
có cửa lóc cửa trời, màn hình giải trí cỡ lớn luôn, hộp số rích rắc và vô lăng thì được thích hợp túi khí an toàn, tăng giảm âm lượng đấy. Xe không qua dịch vụ taxi anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn cái táp ly của xe này, xe đẹp hay không thì anh chị nhìn cái táp ly này anh chị biết đúng không ạ? Đấy, loa thì rất là to, loa rất là to rồi. Tay nắm cửa bên trong thì rất là sáng bóng. 292 triệu thì còn 282 triệu, 292 còn 282. Anh chị ơi, anh chị bình luận vào đây cho em nào. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Và anh chị hãy chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 0.8, hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán là 96 triệu đồng. 96 triệu đồng thì còn 90 triệu. 96 triệu đồng còn 90 triệu. Và kế cận em đây là một chiếc xe tiền ít mà thịt nhiều đây này anh chị này. Đấy, một chiếc xe Morning đã độ lên form sport rồi. Được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.0, hộp số sàn, biển số thủ đô. Độ lên form sport có gì? Có đèn gầm là đèn hạt xoài rồi. La răng đúc phanh ABS chống quá cứng. Có xi nhan trên gương. Và em xin chia sẻ với tất cả anh chị mình rằng chiếc xe này không khoan đục, không khoan đục nhưng có qua dịch vụ. Đấy, em chia sẻ luôn, không thì anh chị này bảo là có qua dịch vụ không, có qua taxi không, không khoan đục táp nô táp ni nhưng có qua dịch vụ. Vì 2011 thì chúng ta mua xe về với mục đích đó là kiếm tiền, đúng không ạ? Thì chiếc xe này máy số vẫn còn chất. Em đang chào bán là 145 triệu. Hôm nay em sẽ bán là 135 triệu cho tất cả anh chị nhà mình. 135 triệu bao gồm những gì? Bao gồm phí rút hồ sơ, bao gồm tiền bãi anh chị nhé. Đấy, và tiền lương 135 triệu đồng, xin nhan trên gương. Anh chị nhìn quả lốp này. Đấy, bốn lốp mới, la răng hoa dạng đúc rồi. Anh chị mình hãy thả tim thả like cho em nào. Thả tim thả like và bình luận mạnh mẽ lên cho em những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Để em quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị nhà mình luôn. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.0, hộp số sàn. Chốt anh em chào anh Đức Nhân. Chốt thì phải báo em là lỗ số tài khoản. Đấy, sau đó rồi tinh tinh, sau đó em công khai trên tất cả anh chị ở đây thì đấy mới gọi là chốt anh Đức Nhân ạ. Đấy, thả tin thả like chia sẻ cho em đi anh Đức Nhân ơi. Chào Lệ, em chào chị gái Lệ Hoa. Một chiếc xe Kia Morning 2011, 140 triệu. 140 triệu thì hôm nay còn 130, 140 thì còn 130. Một chiếc xe Hyundai i10 này thì em đang tiến hành rút hồ sơ cho một bác giai làm bộ đội rồi. Và em cũng xin chia sẻ với tất cả anh chị nhà mình rằng hồ sơ đợt này rút quá chậm hơn, với lý do là bây giờ hồ sơ sẽ chuyển về tuyến huyện làm rồi anh chị nhé. Đấy, tất cả hồ sơ bây giờ sẽ chuyển về tuyến huyện làm rồi, nên là có sự chậm trễ hơn. Đấy, có những chỗ thì có những huyện thì người ta sẽ làm 2 ngày, có những huyện người ta chỉ làm có 1 ngày, và có những huyện thì tuần người ta làm có 1 buổi, nên rất là khó anh chị nhé. Đấy, và bên em cũng hối dục, cũng hối dục bên hồ sơ rồi, nên là anh chị cứ yên tâm. Miễn làm sao mà em đảm bảo cho anh chị rằng giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ cho anh chị là ok. Nếu ok em chuyển khoản, tí chị gửi em ít hình ảnh. Nếu ok em chuyển khoản, ok anh Đức Nhân, anh chuyển khoản thì ngày mai em sẽ công khai trên Facebook. Đấy, em sẽ công khai trên Facebook luôn anh nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011. Chiếc xe này đã có cọc lên tới đến 50 triệu đồng rồi, nên là sẽ dừng giao dịch anh chị nhé. Chiếc xe nào mà đã có cọc thì bên em sẽ hiển thị là dừng giao dịch và sẽ không thông báo bán chiếc xe đấy nữa. Ví dụ như chiếc xe này là bên em đã nhận cọc rồi anh chị nhé, thì sẽ dừng giao dịch luôn. Quân biển 18 đó giá sao? Quân biển 18 đó là một chiếc xe Spark, anh đợi em một chút. Kế cận em đây là một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2006, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8, hộp số sàn. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán là 63 triệu. 63 triệu còn 60 triệu. 63 thì còn 60. Toàn xe đẹp em nhỉ. Em chào anh Minh Hiếu. Anh Minh Hiếu chia sẻ cho em một nhát nào. Em xin gửi lời chào tới 162 anh chị. Mỗi anh chị giúp đỡ em suốt xin minút chia sẻ về trang cá nhân và các trang hội nhóm. Anh chị hãy thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, lắp ráp
tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số sàn. Chiếc xe này thì rất là chất rồi anh chị nhé. Em đang chào bán là 212 triệu. 212 triệu. Cuốn 200. Đấy, 212 triệu thì cuốn 200. Và anh chị nào mà đang hỏi xe tránh mưa tránh nắng thì em có ngay một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2005. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 58 triệu đồng. 58 triệu đồng anh chị nhé. Và có một câu chuyện như thế này, có một câu chuyện như này anh chị nhé. Hôm qua thì em có nói chuyện với một anh giai ở trên tỉnh Hà Giang. Và anh đấy bảo rằng là anh ấy đi chiếc xe Matiz 4 năm nay rồi. Chiếc xe đấy rất là có lộc nhưng mà anh cũng không muốn bán. Và đến mùng 1 tháng 10 âm thì em sẽ xuống, anh ấy sẽ xuống chỗ em để mua một chiếc xe về để chuyển đổi công việc mới. Thì em cũng có hỏi luôn là chiếc xe Matiz đấy thì anh mua thì anh đi với tình trạng như thế nào. Thì anh của anh đi rất là tốt và anh còn chạy được cả dịch vụ nữa em ạ. Đấy, anh ấy bảo rằng là chiếc xe đấy anh vừa chạy dịch vụ, anh vừa ship hàng. Và nó đã trong vòng 4 năm nó đã giúp đỡ anh để mua được một chiếc xe tầm hơn 300 chỗ em. Và đến mùng 1 tháng 10 thì anh sẽ xuống chỗ em. Thì em cũng nói luôn rằng chúc cho anh làm sao mà tìm được công việc mới gọi là thuận lợi. Và em hỏi là anh có bán chiếc xe Matiz hay không. Thì anh em bảo là hiện tại thì anh cũng chưa muốn bán vì chiếc xe nó rất là có lộc. Đấy, và em hỏi là anh đi như thế nào thì anh bảo anh đi rất là bình thường. Và anh bây giờ anh không muốn đi xe máy. Thì thưa với anh chị nhà mình, xe nào cũng thế thôi. Nếu mà đi tốt hay không đi tốt, một phần là do các anh các chị. Các anh các chị phải chăm sóc và bảo dưỡng nó. Chứ bây giờ cả năm các chị, anh các chị chỉ biết là đổ xăng vào chạy thôi thì đến người cũng hỏng đúng không ạ? Người cũng phải hỏng. Nếu như mà chỉ ăn thôi mà không chịu vận động hoặc không chịu gọi là chăm sóc đấy thì rồi cũng hỏng đúng không? Thì cái xe nó cũng vậy anh chị ạ. Em chào anh giai Trần Trường. Hello em Suốt, chúc em đầu tuần may mắn chốt được thật nhiều xe. Đây, chính anh Trần Trường đấy, mua được xe rồi nhưng mà lâu lâu mới vào tham gia livestream cùng em. Anh hãy chia sẻ cho em biết là chiếc xe Matiz của anh hiện tại anh đang đi như thế nào rồi. Đấy, anh chia sẻ thẳng thắn vào đây giúp em nào. Anh chia sẻ thẳng thắn chiếc xe Matiz mang biển số 30L5288. Em ship cho anh giai Trần Trường tại thành phố Nam Định. Và em đi với vận tốc là 80 km/h. Đấy, thì không biết là anh đang đi chiếc xe Matiz đấy trong tình trạng như thế nào. Thì anh có thể comment vào đây giúp em được không anh Trần Trường. Đấy, anh Trần Trường thì làm bên điện ảnh anh chị nhớ. Đấy, anh làm bên điện ảnh. Và anh bảo rằng là anh mua chiếc xe này về để tạm thời gọi là tập lái, bổ túc tay lái. Sau này thì anh sẽ lên đời xe. Thì lúc đấy thì em sẽ kiếm cho anh một con xe thật đẹp. Ok, em rất là ghi nhận và cảm ơn anh giai Trần Trường. Anh cho em một cái bình luận thẳng thắn về một cái chiếc xe Matiz của anh vào đây. Có xe nào ăn 4 lít trên 100 km không em? 4 lít trên 100 km thì em có những cái chiếc xe Matiz kia. Động cơ nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ có 0.8. Thì nếu mà anh mà thiện chí thì là anh có thể là để lại số điện thoại. Kết thúc livestream thì là em sẽ chia sẻ cho anh. Và trước mặt em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009, lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ 0.8 hộp số sàn. Chiếc xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán là 85 triệu. 85 triệu, máy êm, số ngọt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn cho anh chị luôn. Đấy, à nhiều khi anh chị là cứ hỏi là mấy chục triệu thì là anh chị cứ đòi hỏi cao sang quá thì nói thật là nó không đáp ứng được anh chị nhá. Em chia sẻ thẳng thắn luôn là nó không đáp ứng được. Chiếc xe Kia Rio này em đã bán cho một anh giai ở Lam Sách thuộc thành phố Hải Dương và đang tiến hành rút hồ sơ. Vios 2017 này, bản E xịn, em Suốt bán vào trong Thanh Hóa và đã rút hồ sơ xong rồi. Chờ ngày lành tháng tốt thì em sẽ đánh xe vào cho anh. Đây. Một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2008, lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ là 0.8 hộp số sàn. Chiếc xe này thì đang chào bán là 78 triệu đồng. Đấy, 78 triệu thì còn 70, 78 thì còn 70. Em bớt mẫu lửa luôn anh chị nhé. Anh chị mình chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay cho em. Có rất là nhiều anh chị đã mua xe của em suốt rồi. Hình như là mua được xe rồi thì không muốn tham gia livestream nữa thì phải. Đấy, hình như mua được xe rồi thì không muốn tham gia livestream nữa. Không hiểu là lý do vì sao. Kế cận em đây là một chiếc xe Innova bản G được sản xuất năm 2007, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Chiếc xe này thì đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán là 250 triệu. Anh đi rất tốt em ạ, không vấn đề gì cả. Ok anh, em xin được cảm ơn anh. Chị ơi, cho em xem con 58 triệu được không ạ? Ok anh giai, 58 triệu. Thì em chia sẻ luôn là nó là dòng xe tránh mưa tránh nắng, nó thay chiếc xe máy.
bỏ túc tay lái anh ạ. Đấy, chứ còn 58 triệu mà đòi hỏi như những chiếc xe, như những chiếc xe vài trăm thì nó không có. Miễn làm sao là máy êm, số quạt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn là anh chị nhà mình ok. Đây em sẽ ghim, em sẽ ghim cái bình luận của anh Giai Trần Trường, của anh Giai Trần Trường về cái con Matiz này. Cửa hàng mình ở đâu vậy em? Cửa hàng em tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Hãy kết nối Zalo em sẽ bắn định vị cho anh chị luôn. Anh Nguyễn Hân có còn ở đây không ạ? Nếu anh còn ở đây thì anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Nếu anh Nguyễn Hân còn ở đây thì anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay chiếc xe 58 triệu cho anh Giai xem. Anh Nguyễn Hân ơi, em đang nhắc tên anh. Đấy, em đang nhắc tên anh rồi. Không biết anh có quần ở trong bài live của em hay không. Nếu anh quần ở trong livestream của em, hãy chấm một chấm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe Matiz bản SE. Đấy, bản SE đời 2005 này cho anh Giai xem. Anh có quần ở đây không nhở? Anh Nguyễn Hân quần ở đây không? Nếu anh quần thì anh chấm một chấm cho em nào. Nếu còn ở đây thì chấm một chấm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp cho anh Giai xem. Còn nếu không còn thì em sẽ chỉ báo giá và chuyển sang chiếc xe khác. Toyota 2020 của không em. Em chào anh Giai Nhuận Khổng, em chào anh Giai Văn Khương. Hello em, vâng em hello tất cả anh chị nhà mình. 2020 thì em tạm không có. Đấy, 2020 em tạm không có. Em đang có Toyota Vios đời 2016. Chấm một phát nào. Anh Văn Khương bảo là chấm một phát nào. Anh ấy chấm hay không chấm thì là không biết là anh ấy còn ở đây không. Anh ấy hỏi xong rồi anh ấy lại thoát ra mất rồi. Thì đây là một chiếc xe Matiz bản SE được sản xuất năm 2005, lắp ráp tại Việt Nam. Em đang bán là 58 triệu. Máy êm, số ngọt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn cho anh chị nhà mình. Và anh chị nào mà đang ấn theo dõi page của em thì anh chị biết rằng là em xuất ship Matiz nhé. Ship Matiz vào tận Quảng Nam. Đấy, Matiz vào tận Quảng Nam của em ơi. Vâng, đây rồi anh ơi. Hôm xưa chính thức em bàn giao một chiếc xe Matiz vào trong Quảng Nam, mang biển số 99A033.28. Đấy, em chua cả lên fanpage rồi đấy. Em vào tận Quảng Nam luôn, vào tận Quảng Nam luôn anh chị nhé. Đây là một chiếc xe Matiz bản SE này anh này. Đấy, 4 lớp mới và rãnh lốp thì còn rất là dày. Xe thì mang nước sơn màu cam và có dán cả kính chống nhìn nữa rồi, chống nhìn trộm rồi. Đây, trần nỉ ghế da thì vẫn còn nguyên bản theo xe. Đây, trần nỉ ghế da nguyên bản theo xe. Có màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh đây rồi, có màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh đây rồi anh chị nhé. Nói chung là chiếc xe này thay một chiếc xe máy, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn. Đấy, máy êm, số ngọt. Đây, tác ni của xe đây. Đấy, máy êm số ngọt là anh chị em mình mần thôi. Đấy, còn hơn là đi chiếc xe máy như này. Đấy, em chia sẻ thẳng thắn luôn, còn hơn là đi chiếc xe máy như này. Lai mai chuẩn bị mua phùn gió bấc, còn không có xe Matiz mà bán nữa cơ anh chị ạ. Đấy, em làm xe thì em biết rồi, còn không có Matiz mà bán nữa cơ. Tôi khuyên mọi người nếu có nhu cầu mua xe ô tô hãy đến gara salon nhà em suốt để xem xe và chốt xe với giá hợp lý và chất lượng đảm bảo. Vâng, em xin được cảm ơn anh Giai Trần Trường. Đấy, anh Trần Trường thì em chúc cho anh là thi bằng, gọi là đỗ một phát luôn để em suốt bán xe đời cao cho anh nhá. Con Vios bao nhiêu tiền? Của con nào 160 triệu không em? Em chào anh Ngô Nhường, 160 triệu, của 160 triệu. Đấy, Vios bao nhiêu tiền? Em cũng đang có Vios đời 2000. Con này thì em bán rồi, đấy con này em bán rồi. Em đang có Vios đời 2016 bản E-Sit màu đen số sàn. Em đang bán là 368 triệu, 368 thì còn 358. Và em đang có, đây, 160 triệu thì anh có thể đi Kia Morning. 160 triệu thì có thể đi Kia Morning đã độ lên form sport. Đã độ lên form sport rồi. Có la răng hoa dạng đúc, phanh ABS chống vỡ cứng, đèn gầm, đèn hạt xoài, biển thủ đô, xin nhan trên gương. Đấy, 145 triệu. Còn 135, 145 thì còn 135. Anh chị em nhà mình đâu hết cả rồi nhỉ? Anh chị hãy chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em, để em quay trực tiếp những chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay nào. Kế cận em đây là một chiếc xe
một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2015 lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.5 hộp số tự động. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng thì còn 405. Đấy, 415 còn 405. Đèn gầm, đèn pha siêu sáng rồi. Lốp thì rất là dày và la răng đúc phanh ABS chống búa cứng. Có xi nhan trên gương và có cửa lắp của trời. Anh chị chia sẻ cho em đi, chia sẻ cho em để em báo giá nào. Và bên cạnh em đây cũng là một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2017, lăn bánh lần đầu năm 2018. Quay kỹ cho anh xem con Morning nhé. Ok anh Ngô Nhường. Đây là một chiếc xe Kia Morning. Em sẽ quay từ ngoài vào trong. Xe về chưa dọn anh nhé. Xe về chưa dọn. Đấy, chưa dọn đấy, em cứ chia sẻ là chưa dọn. Không thì tí nữa anh lại bảo làm sao nó xấu thế. Nếu mà khi nào mà các anh các chị đi vào chung kết thì cái đèn này sẽ phải mang đi đánh bóng. Đấy này em chia sẻ luôn. Em chia sẻ thẳng thắn trên livestream với tất cả anh chị mình như vậy. Giống như kiểu trưa ngày hôm qua thì em có livestream một anh trai ở tỉnh Lào Cai có hỏi về con Hyundai Gate. Sau đó thì sẽ tiến hành là lúc đấy thì Gate không có ở nhà và em đã gọi điện với anh và trao đổi. Đúng trong chỉ vòng 5 phút thôi. Trong vòng anh em nói chuyện và nhắn tin trong vòng 5 phút, anh đã chuyển cọc cho em và nhờ giữ lại con Hyundai Gate. Đấy, và em đã đăng lên trên Zalo rồi. Nên là anh chị cứ yên tâm, em cam kết xe cho anh chị đàng hoàng. Đây là một chiếc xe Kia Morning đã độ lên form sport. Anh Ngô Nhường có quản ở đây không ạ? Nếu anh quản ở đây thì anh chấm một chấm cho em. Nếu anh Ngô Nhường quản ở đây thì anh lại chấm một chấm vào trong bài like cho em. Em quay chi tiết chiếc xe Kia Morning đời 2011 hộp số sàn này cho anh luôn. Đấy, đây. Đèn gầm là đèn hạt xoài rồi. Anh chị nhìn nhá, đèn gầm là đèn hạt xoài rồi. Đã độ lên form sport thì đèn gầm phải là đèn hạt xoài. Đèn gầm là đèn hạt xoài. Và bên này chưa độ lên form sport thì đèn gầm nó khác, đúng không ạ? Đấy, anh chị đừng bảo rằng là tại sao giá cao mới giá thấp. Anh chị phải nhìn đúng vào chất lượng của con xe và nhìn thẳng thắn vào con xe anh chị ạ. Đấy, thì có đèn gầm là đèn hạt xoài rồi. Và biển số con này là biển số thủ đô. Nốt thì còn rất là dày. Đây, nốt còn rất là dày. La răng hoa răng đúc rồi. Có phanh ABS chống búa cứng. Và cái phần cua lốp này anh chị nhìn này, còn rất là sáng bóng đúng không ạ? Còn rất là sáng bóng luôn. Và xi nhan thì đã được thích hợp trên gương rồi. Về nội thất bên trong của chiếc xe này thì em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe này cho anh chị xem luôn. Trần da, ghế da cao cấp. Đấy, ghế da thì rất là căng bọng rồi. Vô lăng ba chấu anh chị nhé. Và có màn hình nhỏ xinh rồi. Có màn hình nhỏ xinh, điều hòa mát lạnh luôn. Chiếc xe này em đã đi về quê rồi và cũng cho lên fanpage rồi đấy anh chị ạ. Đây, capny của xe đây khá là sạch sẽ rồi. 145 triệu, 145 và hôm nay em chỉ để với giá là 135 thôi. 145 nhưng hôm nay em xuất chỉ để với giá là 135 thôi. Thì hôm nay em sẽ bán giá, bán phá giá luôn. Đấy, giảm từ 5 triệu đến 15 triệu đồng trên một xe, tùy vào đầu xe anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn thấy rồi, xe rất là đẹp rồi, xe rất là đẹp luôn. Anh chị hãy chia sẻ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em xem nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em để em báo giá cho tất cả anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay nào. Còn rất là nhiều đầu xe mà em chưa báo giá được. Còn rất là nhiều đầu xe em chưa báo giá được anh chị nhé. Đấy. Và em sẽ phải báo giá hết lần lượt cho tất cả anh chị mình thì thôi. Và kế cận em đây là một chiếc xe Crew được sản xuất năm 2010 hộp số sàn. Em đang bán là 245 triệu. 245 triệu anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Quay con Vios xem nào. Anh Vũ Hải, anh Vũ Hải bảo là quay con Vios xem nào. Anh đợi em một chút. Xe thì đang rất là chật đây, xe đang rất là chật. Anh đợi em một chút, em sẽ đi đến cái vị trí Vios hay không. Không biết là có ở nhà hay không hay là anh em lại đang đi công vụ rồi. Nếu mà không có ở nhà thì anh hãy để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của chiếc xe đó cho anh trai xem. Một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2013, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi và em đang chào bán là 365 triệu. 365 triệu đồng. Đấy, 365 triệu. Còn 355, 365 thì còn 355. Đây là một chiếc xe Vios số tự động 2017. Chiếc xe này có cọc rồi, cọc rất là to rồi nên sẽ dừng giao dịch anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Ford Everest đời 2007, lăn bánh lần đầu năm 2008. Xe được lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.5 hộp số sàn. Chiếc xe này đăng ký 7 chỗ ngồi và em đang chào bán là 272 triệu.
272 triệu đồng. Đấy, 272 triệu đồng anh chị nhé. 272 thì còn 265, 272 thì còn 265. Kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, lắp ráp tại Việt Nam, có động cơ là 2.4 hộp số tự động. Em đang bán là 258 triệu. 258 thì còn 248. Đấy, 258 còn 248. Có rất là nhiều xe chưa có tờ thông tin. Đấy, có rất nhiều xe chưa có thông tin. Đọc xung quanh chỗ này đã thấy 3 xe không có thông tin rồi. Thì không biết là live stream thì báo kiểu gì đây. Đấy, nên là các chị cho xe vào thì cũng hãy điền thông tin vào. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia K3 được sản xuất năm 2014, lắp ráp tại Việt Nam, và em đang chào bán là 445 triệu đồng. 445 triệu đồng còn 435 triệu. 445 thì còn 435. Xe rất đẹp, Kia K3 hộp số tự động 2014. Và anh chị nào mà đang muốn đi mẹc thì em có sẵn ngay một chiếc mẹc C200 độ form 300, em đang chào bán là 485 triệu. 485 triệu đồng. Đấy, đây, chiếc xe Kia K3 này cũng mới về, thì bây giờ cũng chỉ gọi là mang tí nước ra, gọi là để vệ sinh cái nội thất bên trong thôi. Vệ sinh qua cái nội thất bên trong để cho anh chị đến đây xem xe. Đến đây xem xe, sau khi xem xe xong thì bên em bắt đầu mới tiến hành dọn rửa anh chị nhé. Đấy, không bao giờ gọi là đánh bóng xong đó mới cho vào salon. Nên là anh chị cứ yên tâm là sẽ rửa nước nã, sau đó để vào bãi đây, rồi bắt đầu anh chị đến xem xe, ưng xe thì lúc đấy mới tiến hành dọn. Đấy, một chiếc xe Kia K3 đời 2014 anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn, có cửa lóc, cửa trời. Đấy, màn hình giải trí thì cứ lớn rồi, mở xe ra thơm phức mùi nước hoa anh chị ạ. Đấy, tăng giảm âm lượng, nghe gọi rảnh tay thì được thích hợp trên vô lăng đây rồi. Và có ga tay tự động, có đề lỗ thông minh, sửa tay tốt luôn. Táp ni rất là sạch sẽ, quá sạch sẽ luôn anh chị nhé. 445 triệu còn 435. 445 thì còn 435. Anh chị đã chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay cho em. Và anh chị nào mà muốn đi Kia Morning màu vàng đây thì em có ngay Kia Morning màu vàng. Chiếc xe này vừa mới về cũng chưa có thông tin. Nguyễn Văn Thiện bảo chốt chốt chốt. Quân biển 34 bao nhiêu em? Hyundai, Hyundai i10, Hyundai i10 được sản xuất năm 2016. 2016, chiếc xe này là bản tiêu chuẩn. Em đang bán là 225 triệu. 225 triệu thì còn 215 triệu. 225 thì còn 215. Đấy, anh chị nào mà chốt chiếc xe này hãy kết nối luôn với em suốt qua số này cũng như số Zalo 0326 824 899. Quan ghép màu bạc còn không em? Quan ghép màu bạc vẫn còn anh trai nhé. Quan ghép màu bạc vẫn còn. Nếu mà anh đang quan tâm đến quan ghép màu bạc, hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc live stream thì anh em mình sẽ tiến hành trao đổi. Anh Nguyễn Văn Thiện bảo là chốt chốt chốt. Đấy, chốt 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 thì là phải lỏ số tài khoản cơ. Đấy, anh chị bảo chốt thì phải là bảo là suốt ơi, ghim số tài khoản lên cho anh thì lúc đấy mới gọi là chốt. Chứ còn nếu mà anh chị chỉ nhắn vào đây là chốt 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 thì em suốt phải viết được nhiều hơn anh chị nữa cơ. Anh chị chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em để em báo giá tất cả những đầu xe bên em đang có cho anh chị nhà mình. Mới được có 8 lượt chia sẻ thôi, không biết là anh chị ghét em hay làm sao mà lại không chia sẻ cho em thế này. Anh chị chia sẻ cho em và bình luận mạnh mẽ cho em nào. Chia sẻ mạnh tay cho em. Một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Đấy, chiếc xe này cũng chưa có thông tin. À, tài thật, chưa có thông tin anh chị ạ. Đấy, có rất là nhiều Kia Morning. Anh chị nào mà đang cần tìm thì hãy kết nối luôn với em. Kế cận em đây là một chiếc xe Cruise được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 245 triệu. 245 còn 235. 245 thì còn 235. Một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, máy số zin. Đấy, máy số zin. Lắp dàn quà thì ra rồi anh chị nhé. Cái lắp dàn quà thì em chia sẻ luôn là qua 5 tháng sử dụng nó bị thấm dầu, không tránh khỏi đúng không? Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến máy móc. Đấy, nhiều khi anh chị đi mua xe nhưng mà cứ bỏ ra lắp dàn quà rồi nó bắt đầu lắp tít thòa loa lên. Nhưng mà thực tế ra là cái lắp dàn quà không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng gì nhá anh chị à. Đấy, nên là anh chị phải đi mua xe phải hiểu rõ được là cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng.
Nên là em chia sẻ luôn là cái lắp dàn quà không quan trọng, quan trọng là máy móc thôi, quan trọng là máy móc và số má thôi. Còn cái lắp dàn quà không ảnh hưởng. Qua năm tháng nó thấm dầu thì phải thay, chứ không thay thì đi làm sao được, đúng không? Chiếc xe Captiva 2008 số tự động này em đang bán là 270 triệu. 270 thì còn 260. Quá con nào tầm 300 không em? 300 không em yêu? 300 quá luôn anh ạ. Đấy, 300 thì quá luôn 300. Một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.6 hộp số tự động, em đang bán là 292 triệu. Đấy, anh Trần An hỏi là có con nào tầm 300 không em yêu. Đây, 300 đây. Đấy, chiếc xe này 292 triệu. 292 triệu anh nhé. Một chiếc xe Mazda 3. Đấy, một chiếc xe Mazda 3. Đây, Kia Rio này là 375, 2015, hộp số tự động. 375 thì còn 365. 375 thì còn 365. Quay cho anh xem lại con ghét để lỗ luôn tài khoản nào. Anh Nguyễn Văn Thiện, đấy, lại nói đến con ghét hôm nay anh em đi công vụ lại vẫn chưa về. Đấy, đi lên Ba Vì mua xe nhưng mà lại chưa về anh trai ạ. Em rất thích lỗ tài khoản ngay lúc này nhưng mà lại chưa về. Anh hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh trai xem. Giống như kiểu là anh Ngô Tuấn hôm qua đấy. Giống như kiểu anh Ngô Tuấn hôm qua. Hôm qua anh Ngô Tuấn xem livestream và cũng rất thích mua xe ghét. Và lúc đấy thì ghét cũng không có nhà. Và em đã gửi hình ảnh cho anh ghét. À, cho anh Ngô Tuấn. Và anh Ngô Tuấn đã cọc em 10 triệu đồng. Đã cọc em 10 triệu đồng và hẹn xuống lấy xe. Thì hôm nay lại đến anh Nguyễn Văn Thiện. Rất tiếc rằng con ghét nó lại không có ở nhà. Đấy, nó lại đi công vụ mất rồi. Rất là nhiều xe đi công vụ. Đây, anh chị nhìn này. Đoạn này thì rất là dày xe đúng không? Đoạn này thì rất là dày xe. Nhưng cái đoạn này thì lại rất là thưa xe. Đấy, mọi ngày con ghét nó làm đúng ở vị trí này. Nhưng mà hôm nay thì anh em lại đánh đi mất rồi. Lại đánh đi mất rồi. Thì anh hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ gửi cho anh. Vâng, em xin được cảm ơn anh trai Nguyễn Văn Thiện. Kết thúc livestream em sẽ gửi hình ảnh cho anh. Salon em ở đâu? Salon em ở tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh nhé. Trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Và anh chị nào mà đang muốn đi xe màu đỏ, màu đỏ thì chứng tỏ vợ hai của các anh. Một chiếc xe Cruise được sản xuất năm 2015, lăn bánh lần đầu năm 2016, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.8 hộp số tự động. Xe có cửa lóc cửa trời, em đang bán là 358 triệu. 358 triệu. Đèn bi salon siêu sáng luôn. Đấy, đèn bi salon siêu sáng rồi. 4 lốp thì anh chị nhìn này. Anh chị nhìn cái quả lốp này. Đấy, 4 lốp còn rất là mới và còn rất là dày. La răng đúc phanh ABS chống quá cứng rồi. Xi nhan đã được thích hợp trên gương anh chị nhé. Viền chân kính cũng như vẻ chắn mưa đều được ốp mạ chrome rồi. Anh Nguyễn Văn Thiện bảo là chuẩn. Em nói trên livestream này trước 155 khách hàng, trước 155 anh chị đang tham gia livestream của em. Em xuất bán hàng chưa bao giờ bốc phét. Đấy, em xuất bán hàng chưa bao giờ bốc phét. Và em chia sẻ thẳng thắn luôn. Chiếc xe nào có dịch vụ, chiếc xe nào không dịch vụ, chiếc xe nào lỗi em đều chia sẻ hết. Với mục đích đó là anh chị đến đây mua xe không bị thất vọng. Đấy, không bị thất vọng về cái quá trình gọi là tư vấn của em anh chị nhé. Và quay trở lại với lại chiếc xe Cruise 2015 lăn bánh lần đầu năm 2016 này. Có cửa lắp cửa trời và nội thất nguyên bản zin theo xe luôn. Tăng giảm âm lượng, nghe gọi rảnh tay đều được thích hợp trên vô lăng rồi. Và có cam hành trình, cam lùi đầy đủ anh chị nhé. Em đang bán là 358 triệu. 358 triệu. Và chiếc xe này còn 350 triệu. 358 còn 350. Anh chị nhìn nó có sang không? Nó rất là sang luôn anh chị ạ. Đấy, nếu mà nhìn xa thì trông nó chẳng khác gì Hyundai, Hyundai Accent. Đấy, nhìn xa nó chẳng khác gì Hyundai Accent cả. Nhưng thực tế ra thì nó là một chiếc xe Cruise. Anh chị nhớ, xe rất là đẹp, xe rất là sang. Anh chị nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ liên hệ với lại anh chị nhà mình. Và anh chị nhà mình đang cần tìm xe để chạy dịch vụ, em xuất có ngay một chiếc xe giá vừa tiền 2007 Innova, động cơ 2.0 hộp số sàn, xe đăng ký 8 chỗ ngồi và em xuất đang chào bán là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng thì còn 240 triệu, 250 còn 240, có bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị luôn nhé. Và anh chị nào mà đang muốn đi CDX, em xuất có ngay một chiếc xe CDX với nội thất bên trong rất là hầm hố luôn.
rất là hầm hố luôn anh chị nhá. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Nội thất bên trong rất là hầm hố. CDX đời 2009 anh chị nhá. Xe nhập nguyên chiếc, có cửa lóc, cửa trời, có cam lùi, cam hành trình, rất là đầy đủ rồi. Màn hình giải trí cỡ lớn, tăng giảm âm lượng, nghe gọi rảnh tay được thích hợp trên vô lăng. Mở cái nội thất ra thôi là anh chị đã biết là anh chủ anh rất là chất chơi rồi. Rất là chất chơi rồi. Em đang bán là 255 triệu. 255 thì còn 245. 255 còn 245. Bốn lốp rất mới và có la răng dạng đúc rồi. Có la răng đúc dạng phay, phanh ABS chống quá cứng rồi. 255 còn 245. Đấy. 255 thì còn 245 anh chị nhé. Gửi cho anh nhé. Ok, chủ nhật tuần này anh mang về Bắc Giang. Ok, anh Nguyễn Văn Thiện. Đấy. Nát nữa thì là anh sẽ em sẽ kết nối với anh. Đấy, em sẽ kết nối với anh và sẽ gửi hình ảnh cho anh. Và anh nổ luôn tài khoản cho em. Đấy, nổ số tiền cọc vào tài khoản cho em để ngày mai livestream em sẽ công khai trước tất cả các khách hàng của em. Giống như kiểu này anh Ngô Tuấn ấy. Đấy, anh ấy bảo là anh ấy cọc. Em cũng nghĩ là anh ấy chỉ là trêu em thôi. Đấy, vì là hai anh em nói chuyện thì cũng rất là hay cười. Đấy, tưởng là anh ấy trêu nhưng mà anh ấy bảo là anh mua thật chứ không phải là mua đùa. Thì em cũng bảo là em bán thật chứ em có bán đùa đâu. Đấy, em bán là em bán thật. Và anh ấy đã cọc em rồi. Cọc em và đến trong từ nay đến hôm 15 anh em bảo một ngày sớm nhất anh sẽ xuống. Vì do tính chất và đặc thù công việc. À, anh Ngô Tuấn này rồi. Đấy, anh Ngô Tuấn, anh chị nhìn thấy chưa? Ok em này, đấy anh Ngô Tuấn. Giờ mới thấy anh vào, em tưởng là anh cọc được xe rồi thì là anh không xem nữa. Em chào anh và em hẹn anh một ngày gần nhất, sớm nhất có thể. Đấy, anh sắp xếp công việc làm sao sớm nhất có thể đến cho em anh nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Toyota Yaris đời 2009, xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.5 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 269 triệu anh chị nhé, 269. Ngày hôm nay em để với giá là 259 triệu, máy số zin. Máy số zin nhưng em chia sẻ nắp dàn quà làm rồi. Máy số zin nhưng nắp dàn quà làm rồi. Em chia sẻ luôn là nắp dàn quà qua 5 tháng sử dụng nó bị ngấm dầu. Mà không thay thì không thể đi được. Đấy, không thể đi được nên là em chia sẻ luôn để cho anh chị biết. Và có rất là nhiều anh chị đến đây mua xe cứ bảo là zin không. Máy số thì bảo zin rồi nhưng mà nắp dàn quà bỏ ra rồi là cứ nắp đầu nguê nguẩy. Thì em thật là không có gì mà phải nắp cả. Đấy, em bán xe em phải chia sẻ thẳng thắn, chia sẻ đúng để cho anh chị mình không bị mua lầm, không bị mua lầm anh chị nhé. Đấy, vì tiền là của các anh chị là tiền thật. Tiền thật thì phải đi với hàng thật. Và tiền nào thì đi với của đúa. Nên là em chia sẻ thẳng thắn luôn. Đấy, em không bao giờ giấu cái gì cả. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019, bản ATH, bản cao cấp nhất. Và em đang chào bán chiếc xe này là 510 triệu đồng. 510 triệu đồng còn 500 triệu. Máy số zin, zin từ lắp dàn quà zin đi và keo chỉ không mất một phân nào. Đấy, 510 thì còn 500. Anh chị bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em nào. Bình luận mạnh mẽ lên cho em để em anh ở tỉnh khác sang tên quá nhanh không em. Anh Đoàn Đình Thạch anh à, liên quan đến cái vấn đề về em sẽ xin nghỉ một tí để em nói chuyện với anh chị nhà mình. Sau đó thì em sẽ tiếp tục livestream. Em sẽ xin nghỉ trong vài phút, em sẽ đứng đây nói chuyện với anh chị mình để nói về cái vấn đề rút hồ sơ cho anh chị nhé. Đấy, em sẽ nói về cái vấn đề rút hồ sơ cho anh chị nhà mình luôn. Thì em xin giới thiệu với lại anh chị mình, em là Nguyễn Xuân Tô Hải Dương, có địa chỉ giao dịch tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Anh Đoàn Đình Thạch có hỏi em là anh ở tỉnh khác sang tên có nhanh không em. Thì thưa với lại anh chị nhà mình rằng bây giờ thì tất cả những hồ sơ giấy tờ đều chuyển về tuyến huyện để làm anh chị nhé. Đấy, ví dụ như con xe biển 18 này thì thuộc ở tỉnh Nam Định, thì khi rút hồ sơ về tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn thì em sẽ phải gửi hoàn toàn bộ cái biển cũng như là giấy tờ gốc về Nam Định để rút sang Bắc Ninh. Thì nếu như mà ở cái tỉnh Nam Định đấy nó ít hồ sơ thì làm sẽ nhanh, còn nếu như cái tỉnh Nam Định mà nhiều hồ sơ thì làm sẽ chậm, trong vòng dao động khoảng từ 7 đến 10 ngày đấy là chậm anh chị nhé. Còn nếu mà nhanh thì từ 3 đến 4 ngày. Nên là anh chị cứ yên tâm, miễn làm sao mà em suốt làm cho anh chị đảm bảo về mặt giấy tờ, pháp lý, hồ sơ chuẩn chỉ cho anh chị để làm sao anh chị mua xe
không bị liên quan đến pháp luật cả, đúng không? Đấy, và xe em bán ra thì em phải cam kết cho anh chị rằng xe không tranh chấp anh chị nhé. Nên anh chị cứ yên tâm, em xuống sẽ làm đảm bảo cho anh chị thôi. Và em sẽ tiến hành cà dư khung số máy. Nhiều anh chị cứ bảo là cà dư cho anh số khung số máy, nhưng mà thực tế ra thì không cần phải cà dư, bọn em sẽ làm đủ cho anh chị rồi. Đấy, bọn em sẽ làm đủ cho anh chị. Vì là bên công an người ta cần bao nhiêu bộ là bên bọn em sẽ làm bấy nhiêu bộ cho các anh. Đấy, các anh về các anh chỉ cần mang chứng minh thư là 1, sổ hộ khẩu photo là 2, và chứng minh thư thì nhớ photo hộ em, là anh em mình mang tiền đi đóng thuế. Đóng thuế xong bốc biển luôn. Đấy, nếu mà anh em mình đoán thì bốc phải con biển đẹp. Còn nếu mà anh em mình gọi là số, gọi là nó chưa được đoán lắm thì bốc vào cái con biển này nó ở mức trung bình thôi, đúng không ạ? Anh Đoàn Đình Thạch, không biết là anh đang quan tâm chiếc xe nào nhỉ? Không biết là anh đang quan tâm chiếc xe nào ở bên em. Anh có thể là, anh có thể là ghi cái, à, anh comment cái chiếc xe mà anh đang cần tìm vào trong bài live cho em được không? Để em xem chiếc xe đó có ở đây không. Nếu có ở đây thì em quay trực tiếp cho anh ra xem. Còn nếu không có thì anh hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ kết nối với anh ra nhà mình. Đấy, có rất là nhiều anh chị vào tham gia livestream sau thì cũng chưa biết được mặt Nguyễn Xuân Yên nào. Thì đây chính là em, Nguyễn Xuân Tô Hải Dương anh chị nhé. Và anh chị một ngày nào đó em vào xe ở gần chỗ anh chị, ví dụ anh chị gặp bảo em là em có phải là Nguyễn Xuân Tô Hải Dương không, thì em bảo là vâng rồi, thì bảo là anh cũng từng xem livestream của em, thì anh em mình có thể là uống nước cũng ngon, đúng không? Đấy, các anh các chị thì có thể là biết em vì là em quay trực tiếp mặt em cho các anh các chị xem. Nhưng em thì lại không biết được các anh các chị, trừ trường hợp là các anh các chị muốn mua xe gì, muốn tham khảo như nào, anh em mình gọi điện video thì lúc đấy em mới nhận ra các anh các chị. Ngày hôm qua thì em có bàn giao một chiếc xe Innova đời 2009 vào trong Khánh Hòa. Ở trong Khánh Hòa anh chị ạ. Và hôm xưa thì có bàn giao Matiz với cả Captiva vào trong Bình Dương với trọng tải trong Quảng Nam. Matiz em còn tự tin giao vào trong Quảng Nam, nhưng anh chị cứ yên tâm thôi. Máy em số ngọt điều mà mát, chạy bù bù anh chị ạ. Anh chị hãy chia sẻ cho em nào. Và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem anh chị ạ. Anh thích con 34i10. Anh lỏ luôn số tài khoản cho em nào. À, anh lỏ luôn để em chốt trên livestream cho anh cho nó máu nữa nào. Đấy, cam kết cho anh là xe không khoan đục. Đấy, cam kết là không khoan đục anh nhá. Đây, em sẽ quay chi tiết chiếc i10 đấy cho anh ra nhà mình xem luôn. Với tầm tiền gọi là vừa. Đây anh em thì vẫn đang dọn xe đây, anh Đoàn Đình Thạch này. Đấy, anh Đoàn Đình Thạch. Anh Đoàn Đình Thạch có thể lỏ cái địa chỉ của anh vào đây hộ em được không nhỉ? Anh đang ở tỉnh nào thì anh có thể bình luận vào trong đây hộ em được không? Đấy, anh có thể bình luận vào đây hộ em được không? Anh Ngô Nhường bảo là cho anh số điện thoại nhé. Số điện thoại của em sẽ xin phép được ghim ở dưới màn hình. Đấy, vừa nãy thì em ghim cái bình luận của anh Trần Trường. Và bây giờ em xin phép được ghim số điện thoại của em 0326824899 anh nhá. Đấy, có con xe nào tầm hơn 400 triệu không người đẹp ơi? Anh Giai Hoa Lở về đêm đã mua của em suốt sinh gái một chiếc xe Innova đời 2008. Đấy, xe rất là đẹp. Và hôm nay em đã tiến hành gửi hồ sơ cho anh Giai rồi. Chúc cho anh mát tay bốc được biển đẹp. Và hãy gửi cho em cái số biển để em lỗ một con đề. Đấy, nếu mà em trúng đề rồi thì em sẽ giảm giá mạnh tay cho anh chị nhà mình luôn. Anh Hoa Lở về đêm vừa nãy đã chuyển khoản số tiền còn lại cho em rồi. Chúc cho anh đi tốt dùng bền. Và chúc cho anh nhận được hồ sơ bốc được biển đẹp anh nhá. Anh Ngô Nhường, em sẽ có anh số điện thoại, đó là 0326824899 anh ra nhá. Đấy là số điện thoại của em. Và anh Đoàn Đình Thạch có thể là cho em xin cái địa chỉ của anh ở tỉnh nào được không? Nếu mà anh cho tỉnh của anh hãy lỗ cái tỉnh của anh sinh sống vào đây cho em. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2016 này cho anh. Ngày hôm qua em về một chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 bản tiêu chuẩn. Em về chưa được lên sóng 24 giờ, chưa được 24 giờ đã có cọc rồi anh chị nhá. Đã có cọc rồi. Thì chiếc xe này cũng mới về, sơn rất là đẹp luôn. Biển số 34, quê hương Hải Dương.
quê hương có rất là nhiều bánh đậu xanh. Anh chị nào mà mua chiếc xe này em sẽ tặng anh chị bánh đậu xanh này. Đấy, tặng anh chị bánh đậu xanh để biết được quê hương em. Và quê hương em thì không có biển và không có muối anh chị nhá. Lên là quá yên tâm rồi anh ạ. Anh Đinh Hiệp bảo có con Vios nào đời 2012 không em? Đời 2012 thì em tạm không có. Em chỉ có đời 2016 và đời 2015 thôi anh Đinh Hiệp ạ. Đâu rồi anh Đoàn Đình Thạch đâu rồi? Không biết anh có còn đang tham gia livestream của em không? Nếu mà anh còn tham gia livestream của em thì anh chấm một chấm cho em nào. Đấy, chấm một chấm vào trong bài like cho em. Em livestream đến tại thời điểm bây giờ là 50 phút rồi. 50 phút rồi. Anh chị hãy chia sẻ cho em đi. Chia sẻ mạnh tay cho em và thả tim thả like cho em. Bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây để em quay trực tiếp cho anh chị xem. Không biết là em suốt làm gì mà có cái anh nào anh lại gửi cái mặt tức vào đây không biết nữa. Đấy, không biết là ghét em ở điểm nào mà lại gửi mặt tức vào đây. Thả tim thả like cho em, không thả lại đi gửi mặt tức. Đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2016 bạn, tiêu chuẩn anh chị nhé. Xe thì cũng vừa mới về và đang tiến hành dọn. Đấy, mới gọi là rửa nước nã và gọi là lau tí nội thất bên trong thôi. Và khi anh chị đến đây xem xe không ưng ở điểm nào thì lúc đấy em bắt đầu mới cho ra salon để dọn anh chị nhé. Táp ni thì khá là sạch sẽ rồi. Đây, anh em bỏ hết là thảm ra để lau đây rồi. Đấy, trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu, màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Đấy, anh em thì đang lau dọn đây anh nhé. Đấy, anh em đang lau dọn đây. Cơm nước thì chưa ăn. Theo em là các anh nghỉ đi, nghỉ đi vào ăn cơm rồi tí em làm tiếp. Đấy, 225 triệu còn 215. Đấy, 225 thì còn 215. Em sẽ quay cái mặt tiền của em để em nói chuyện với các anh. Xe thì ngày nào nó cũng chỉ có từng đấy xe thôi. Đấy, có từng đấy xe thôi. Và giá cả thì cũng vẫn như vậy đúng không? Đấy, chỉ có điều là anh chị đã thích hay chưa. Nếu mà anh chị thích rồi thì kết nối luôn với em, cọc cho em và đến đánh xe về. Thế là xong. Đấy, đơn giản lắm. Có con nào khoảng 100 triệu không? 100 triệu thì em có. Em tào lao lắm. Chúng đề là anh ở tỉnh Hà Nam. Anh ở tỉnh Hà Nam thì đơn giản thôi anh ạ. Đấy, Hải Dương em rút hồ sơ nhanh lắm. Anh ở tỉnh Hà Nam 215 triệu. Đấy, 215 triệu bao rút hồ sơ cho em. Anh không xuống đánh xe được thì em đánh xe lên cho anh. Anh Đoàn Đình Thạch ạ. Đấy. Có con nào khoảng 100 triệu không? 100 triệu em có xe 100 triệu. 100 triệu là xe Spark. Đấy, xe Spark đăng ký 5 chỗ ngồi, thân vỏ chắc chắn, điều hòa mát, máy số êm anh nhé. Anh Đoàn Đình Thạch ơi, anh có nghe thấy em gọi tên anh không nhỉ? Em tào lao lắm, trúng đề thì em giảm giá, nhưng nếu không trúng đề thì em lại tăng giá để lấy tiền đánh đề. Em cảm ơn anh Hoan ở vào đêm, anh tào lao lắm. Anh tào lao lắm, anh mua một cái chiếc xe Innova và anh bảo là anh nhà anh vùng rất là rộng và anh sẽ cho em một con cá chấm, mà đến bây giờ gọi là xe mua được 2 tuần rồi nhưng cá chấm thì chẳng thấy đâu. Đấy, cá chấm chẳng thấy đâu anh chị ạ. Nếu mà anh Đoàn Đình Thạch mà mua chiếc xe đấy, anh Đoàn Đình Thạch mà mua chiếc xe Hyundai Grand i10 biển số 30 tươi thế anh ơi, em nói thật là bây giờ anh chương bia cơm thì bây giờ em chưa ăn, nhưng mà bằng mọi cách lúc nào em phải tươi. Đấy, lúc nào em phải tươi. Nhìn thấy các anh các chị và tham gia livestream cùng em là em tươi rồi. Anh chị có muốn hỏi gì về xe không nhỉ? Đấy, nếu mà anh chị muốn hỏi gì về xe thì anh chị cứ bình luận vào trong này. Và anh chị muốn mua chiếc xe nào thì cũng cứ bình luận vào trong đây. Và kết nối luôn với em suốt qua số hotline 0326 824 899 anh chị nhé. Địa chỉ giao dịch bên em tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị ạ. Mặt tiền em đẹp lắm, xe thì em thì nhiều. Anh Hoa Lở về đêm ơi, ship về Vũng Tàu không em mến chẳng à, em có ship về Vũng Tàu anh ra Trần Hòa, em có ship đấy. Hôm qua thì em còn ship về tận Quảng Nam chiếc xe Matiz, ship xe Innova về trong Khánh Hòa. Tóm lại là em bán xe trên mọi miền tổ quốc Việt Nam anh chị nhé. Anh vẫn nghe anh Đoàn Đình Thạch, anh Đoàn Đình Thạch hãy để lại số điện thoại cho em nào. Kết thúc livestream thì anh em mình sẽ kết nối với nhau đấy.
cho xem tí nào anh Đỗ Tuyến Huân, anh Đỗ Tuyến Huân bảo là à anh Đỗ Tuyến Huân hỏi con xem 100 triệu. Đây em sẽ em xuống em cho anh xem con xe 100 triệu. 100 triệu thì thực tế ra nó chỉ là con xe tránh mưa tránh nắng. Nay mai mùa giá rét mưa phùn rồi, anh chị nhà mình không cần phải đi xe máy. Đấy, chở con đi học thì anh chị cũng có thể là đi những chiếc xe vài chục triệu đồng thôi. Kinh tế của chúng ta ăn đâu, chúng ta sử dụng xe ăn đó anh chị ạ. Đấy, đấy là một điều em suốt vẫn chia sẻ với lại tất cả anh chị nhà mình. Và cũng đừng bao giờ, em chia sẻ luôn trước 160 khách hàng này, đừng bao giờ nghe những anh chị hàng xóm. Đấy, bởi vì những anh chị hàng xóm không bao giờ cho anh chị tiền, không bao giờ cho anh chị vay tiền. Đấy, và có cho vay thì 15-20 triệu hết phim, sau đó thì được tháng hơn tháng thì đòi. Tháng hơn tháng thì anh chị bảo làm công nhân thì 15-20 triệu thì đã làm sao mà làm được, đúng không? Bởi vì là còn phải ăn nữa chứ, còn phải tiêu nữa chứ. Một tháng thì làm được có 15 triệu thì tiêu mất 10 triệu rồi. Đấy, em cũng từng là phụ nữ, em từng là người đi chợ. Đấy, và từng là người chăm chút cho gia đình. Một tháng 10 triệu tiêu vẫn thiếu, đúng không? Đấy, nào là sữa, nào là đóng học. Và bây giờ thì học thêm, học nếm thì rất là nhiều rồi. Đóng học rồi đủ thứ chi tiêu. Mà cho vay 20 triệu một tháng đòi thì lấy ở đâu ra, đúng không? Nên là kinh tế của anh chị đâu thì sử dụng xe ăn đó. Đấy là điều em suốt vẫn chia sẻ với khách hàng của em. Không bao giờ bảo anh chị là anh chị bây giờ có 100 triệu lại bảo anh chị đi mua chiếc xe 200 triệu hoặc là 300 triệu. Rất là khó. Đấy, rất là khó anh chị nhé. Đâu rồi? Anh Đỗ Tuyến Huân. Anh Đỗ Tuyến Huân còn ở đây không ạ? Nếu anh còn ở đây anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Em sẽ để cho anh chiếc xe này về đi để cảm nhận và biết được em suốt bán xe chia sẻ như thế nào. Anh Đỗ Tuyết Huân còn ở đây không ạ? Nếu anh còn ở đây anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Nếu anh còn ở đây anh chấm một chấm vào trong bài like cho em sẽ quay trực tiếp cho anh ra xem luôn này. Anh Đỗ Tuyết Huân có còn ở đây không nhỉ? Nếu anh còn ở đây thì anh chấm một chấm vào trong bài like cho em nào. Em nói hay đúa. Con xe có xe Innova không em? Có Innova. Facebook nó bị bot tương tác rất là nhiều bình luận em không đọc được này. Đấy, có Nissan Sully không? Nissan thì em tạm không có. Em ơi, có con nào khoảng 1 tỷ không? Anh ơi, nếu mà 1 tỷ ấy, thì bên em chỉ có bán tải thôi. Còn nếu mà dòng sedan 5 chỗ, 7 chỗ, 5 chỗ thì là phải đập hộp anh nhá. Đấy này, em chia sẻ luôn. Có Innova không? Innova em có anh Hiếu Trường ạ. Anh đợi em một tí, em nói hay đúa. Em chia sẻ thật chứ không phải là hay anh trai ạ. Đấy, em chia sẻ thật. Một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009 lắp ráp tại Việt Nam. Động cơ 0.8 hộp số sàn anh chị nhé. Máy êm số ngọt điều hòa mát. Thân vỏ chắc chắn cho tất cả anh chị mình. Anh chị mình đi vài năm thoải mái ok. Đi vài năm thì anh em mình phải lên đời xe. Chẳng nghĩa anh em mình cứ đi mãi cái xe này đúng không? Đây, trần thì trần 3D rồi. Ghế da thì vẫn còn nguyên bản theo xe. Đấy, và có màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Điều hòa mát lạnh. Thân vỏ chắc chắn anh chị nhé. Tác nô tác ni khá là sạch sẽ rồi. 85 triệu đấy. 85 triệu thì chúng ta đi cái này còn hơn là đi SH. Rồi nắng rồi mưa như thế này rất là vất vả đúng không? Đấy, nay mai còn mưa phùn giá rét nữa. Đấy, rất là vất vả luôn. Anh Lộc Phát Vĩnh Long bảo 423 giá bao nhiêu vậy? 423 giá bao nhiêu vậy là sao anh? Có được khen vợ hàng xóm. À, em cảm ơn anh Cam Vắt. Đấy, vợ hàng xóm thì khen ít thôi anh ạ. Đấy, khen nhiều thì là vợ mình buồn. Nên là vợ hàng xóm thì khen ít thôi. 423 giá bao nhiêu vậy? 423 là con nào anh trai nhỉ? 423 là con nào nhỉ? Anh có thể là ghi cái tên xe ra hộ em được không? À, 423. Anh Quang Vĩnh Lộc Phát, 423 có phải là chiếc xe này không? Nếu mà phải thì anh chấm một chấm cho em nào. 423 đây đúng không? Đấy. 423 đây đúng không? 423 này có 85 triệu thôi. Có 85 triệu thôi anh ạ. 8 năm thì còn 80. 8 năm thì còn 80. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, máy êm số ngọt điều hòa mát. Anh chị em mình đi thoải mái nhá, không phải lo. Không phải lo, Matiz em còn bán ở tận Quảng Nam cơ mà. Matiz em còn bán ở tận Quảng Nam. Matiz em đi sang thành phố Nam Định phóng 80 km/h. Chiếc xe này vừa em quay rồi đó. Chiếc xe này đây. Đăng ký 5 chỗ ngồi, 85 triệu. 85 triệu là chúng ta có ô tô đi rồi. Đúng không? Và đừng anh chị nào hỏi em là 85 triệu đi kiểu gì, đừng anh chị đừng hỏi em câu đấy. Và cả chiếc xe này có 58 triệu thôi. 58 triệu. Với những toa vì sao mà có những dòng
sản phẩm thấp giá như thế này. Thì em chia sẻ luôn là sẽ phải bán đa dạng dòng sản phẩm để làm sao để cho anh chị nhà mình tránh mưa, tránh nắng, rồi là cổ túc tay lái. Đấy. Còn nếu mà không đi được thì Việt Nam đã thu hồi để hủy lâu rồi anh chị ạ. Nên là anh chị cứ yên tâm. Cứ yên tâm, anh chị đi 1, 2, 3, 5 lên đời xe bán lại cho em suốt. Em suốt vẫn nhập bình thường. Vẫn nhập bình thường anh chị nhé. Ủa Y10 không em, anh Minh Thuận. Anh Minh Thuận thì vẫn tìm xe, tìm xe từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được. Hôm nay em suốt có chiếc xe Hyundai Y10 đây. Hyundai Y10 đời 2016. Anh Quang Thuận này, 2016 anh nhá. Bản tiêu chuẩn em đang bán là 225 triệu. Ngày hôm nay còn 215 triệu, 225 còn 215. Đấy, 2016, xe không khoan đục. Xe không khoan đục nhá, có màn hình rồi. Cứ yên tâm, nội thất thì còn zin theo xe luôn. Đây, nội thất còn zin theo xe. Màn hình to phạc đây rồi. Tủ số sắc nét, xe vừa các anh em mới lau xong vẫn còn thơm phức đây. Trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. 225 còn 215. Đấy, em xuất bán xe máu lửa chưa? Giảm toàn giảm từ 10 đến 15 triệu thôi. Anh chị chia sẻ cho em đi. Anh Quang Vĩnh Lộc Phát để lại số điện thoại cho em. Để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ kết nối với anh và em để cho anh chiếc xe vài chục triệu đồng anh đi để cho nó tránh mưa tránh nắng, để mưa không đến mặt, nắng không đến đầu là. Đấy. Em đội nón ở đầu tóc nó hơi bù xù anh chị ạ. Anh chị mà yêu thích chiếc xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Có Accent không? Có Innova 2019-2020 không? Innova 2019-2020 thì em tạm không có. Innova thì em đang chỉ có đời 2010, 2007 và 2013. Có Accent không em? Accent em có luôn Accent. Đây, ví dụ như đây. Ví dụ như đây là một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.4 hộp số tự động. Em đang chào bán là 510 triệu. Zin club dàn quà zin đi. 510 thì còn 500. Đấy, 510 thì còn 500. Có bán tải một. Có bán tải một đầu. Có bán tải một tí. Đâu vậy em? Bán tải không có nhà rồi. Em có bán tải Ford Ranger đời 2007. Đời 2007. Máy dầu. Và em đang bán là 272 triệu. Thời điểm bây giờ thì vẫn còn 59 khách hàng đang tham gia livestream của em. Chào em, chúc em buổi trưa chốt được nhiều xe. Anh Phạm Thái làm cái gì mà giờ mới vào livestream với em không biết nữa. Đấy, không biết là anh làm cái gì mà giờ anh mới vào livestream cùng với em. Chắc là lại xem livestream ở đâu đó rồi. Thì em chia sẻ với anh chị mình rằng anh Thái thì cũng đang cần tìm xe. Đấy, đang tìm xe. Hôm qua thì có Y10 không cho xem. Chiếc xe Y10 này em quay đến thời điểm bây giờ là 4 lượt. Và bây giờ thì em xin phép được chuyển quay chiếc xe Y10 này cho anh ra xem. Đây là một chiếc xe Hyundai Grand Y10 được sản xuất năm 2016 anh chị nhé. 2016 lắp ráp tại Việt Nam và động cơ nhập 2016 mà nhập ấn, em xin lỗi, 2016 xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.0 hộp số sàn. Em đang bán là 225 triệu. 225 triệu, xe không khoan đục anh chị nhé, xe không khoan đục luôn. Tự tin bán cho anh chị chiếc xe này.
biển số 34, quê hương không có biển và cũng không có muối. 225 triệu. 225 còn 215. Đấy, 225 còn 215. Em bán máu lửa cho anh chị luôn, bán để cho anh chị mua được xe thì thôi. Anh Thái thì sắp xếp công việc nhanh chóng lên với em suốt thôi. Đấy, không thì tiền mà anh Thái đã chuyển vào cho em suốt rồi này, em suốt tiêu mất là không lấy được lại đâu. Kiếm cho anh một con số tự động, một con số tự động đời 2016 trở lên nhé. Đây, số tự động đây anh. Anh Thái còn đây, anh chấm một chấm cho em xem nào. Anh chấm một chấm cho em để chốt luôn cho nó máu xem nào. Chốt để cho đi rút hồ sơ luôn này. Chốt để cho đi rút hồ sơ luôn này. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 1.4 hộp số tự động bản ATH, bản cao cấp nhất đời 2019 của cửa lóc của trời. Zin từ lắp dàn quà Zin đi. 510 triệu quà 500. 510 thì quà 500. Đấy. Cho xem spec cái nhở. Lê Ngọc, bác Lê Ngọc Nhạ quần ở đây không ạ? Nếu bác quần ở đây thì bác chấm một chấm vào trong bài like cho em. Nếu bác Lê Ngọc Nhạ mà quần ở đây thì bác chấm một chấm vào trong bài like cho em để em quay spec cho bác xem. 2016 mà số tự động thì em rất là nhiều. Em rất là nhiều. Giá tầm 400 nhô, 400 một tí. Vẫn đang nhìn em đây. Thì xe thì em đã chia sẻ với anh rồi, là trên 400, trên 500 là đều có. Số tự động, xe đẹp. Anh chỉ cần lên đi thôi, sắp xếp công việc rồi lên với em thôi. Nhưng mà anh lại bảo là mùng 2 anh mới lên. Anh lên là bay mất xe đấy. Không thì chốt luôn đi. Đấy, tiền thì hôm qua đã cọc vào trong tài khoản của em rồi. Cọc vào trong tài khoản của em rồi nhưng mà còn chưa biết là lấy xe nào. Thế vay ước tầm 400. Vay ước tầm 400 số tự động thì em tạm mua cũ. Đấy, em tạm mua cũ. Tầm 400 để đi số sàn. Nhưng mà em đã chia sẻ với anh và có hình ảnh cho anh rồi đấy. 368 triệu thì bỏ là 350 rồi đấy. Ok thì là chốt con lấy đi để em đi em dọn xe. Thế là xong. Hoặc là ở nhà này em suốt đánh xe xuống nhưng mà lại cứ không nghe. Đấy, bảo là ra đấy cho đi đồ sơn mà lại không chốt xe thì làm sao mà cho đi đồ sơn được, đúng không anh chị? Innova 2010. 2010 thì lúc trước thì ở đây nhưng mà bây giờ đây em đi công vụ rồi, em hiếu trường ạ. Con Lê Ngọc Nhạ hỏi là con sở bắc nhưng mà không biết bác còn ở đây không. Nếu bác còn bác chấm một chấm cho em quay sở bắc cho bác xem. Nếu bác còn ở đây thì bác chấm một chấm để em quay sở bắc cho bác xem nhé. Em ơi, con i10 biển 34 động cơ 1.0 3 máy ạ em. Đúng rồi, động cơ 1.0 thì là 3 máy anh ạ. Nhưng mà xe nhập đây anh ạ, xe nhập Ấn á, anh Đoàn Đình Thạch ạ. Anh để lại số điện thoại cho em đi. Kết thúc livestream thì anh em mình kết nối với nhau. Kết nối với nhau và sẽ vào trong Zalo thì anh em mình sẽ nhắn tin rồi chia sẻ rồi tất cả mọi cái đều được lưu trên Zalo hết, kể cả những cam kết của em hay như thế nào. Anh em mình làm việc không phải bằng Zalo. Muốn lên ăn bữa cơm chưa nữa. Ok anh, đến bên em thì có chỗ ăn chỗ nghỉ cho anh chị mình luôn và có khu vực giải trí, đó là đánh bia cho tất cả anh chị mình. Chỉ cần anh chị mình đến đầu thành phố Hải Dương alo cho em suốt là em suốt sẽ đón anh chị vào đây luôn. Anh Hiếu Trường, anh Hiếu Trường để lại số điện thoại cho em. Ít tiền mua sập bắc có đi được không? Ô, đi được chứ anh. Anh Lê Ngọc Nhạ hỏi là ít tiền mua sập bắc có đi được không? Đi được chứ em, đi được ác luôn. Mà tiết có năm mấy triệu đồng em phóng 80 cây trên một giờ. Nếu mà anh mà theo dõi em từ lâu, em đã cho anh fanpage rồi. Và hôm qua thì em suốt còn ship ma tít vào trong Quảng Nam. Đấy, vào trong tận Quảng Nam anh nhá. Nên là anh cứ yên tâm, ma tít rẻ tiền còn đi được. Anh lại bảo sở bắc không đi được thì làm sao? Đi được thoải mái. Bị làm sao hay như thế nào cứ alo cho em suốt luôn.
em bán hàng thì chưa bao giờ gọi là bốc phét, nên là anh chị cứ yên tâm chia sẻ thẳng thắn trên livestream, xe tình trạng như nào em đều chia sẻ hết anh chị nhé, nên anh chị cứ yên tâm. Bác Lê Ngọc Nhạ có còn ở đây không? Nếu bác còn, bác chấm một chấm cho em để em quay con Spark cho bác xem nào. Nếu bác còn ở đây thì bác chấm một chấm vào trong bài like, em sẽ quay con Spark cho bác xem để em kết thúc livestream. Em livestream đến thời điểm bây giờ là 1 tiếng 10 phút rồi. Đấy, mà có 74 cái lượt tim với cả lượt like. Có 24 lượt chia sẻ. Trong khi đó thì hơn 100 khách hàng tham gia livestream của em. Em buồn nẫu ruột ra các anh các chị ạ. Đấy, các anh các chị chia sẻ cho em để làm sao em tiếp cận được với nhiều khách hàng. Em bán được xe vàng hay không là nhờ vào lúc chia sẻ của anh chị. Đấy. Nên là anh chị chia sẻ cho em đi. Và anh chị nhớ ấn hình quả chuông và bật nút thông báo lên để cập nhật những buổi em báo giá, cũng như những hình ảnh và những video mà em xuất đăng tải hàng ngày, để không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm anh chị nhé. Và bây giờ thì em xin phép được nghỉ live tại đây. Chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật vui vẻ và một buổi chiều làm việc đầy kết quả cao. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình. Hẹn gặp lại anh chị mình vào 11 giờ trưa mai, 11:30 các ngày trong tuần anh chị nhé. Và bây giờ thì em xin phép nghỉ live tại đây. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình.